Chào các em học sinh thân mến. Hôm nay cô sẽ giới thiệu cho các em một cái tiết học tiếng Việt, tiết 88 so sánh tiếp theo. Thì ở tiết trước chúng ta đã học bài so sánh. Thì chúng ta đã học định nghĩa so sánh là gì và mô hình cấu tạo của phép so sánh. Vậy thì cô trước khi vào bài học, cô sẽ ôn một ít kiến thức lại cho các em bằng hình thức kiểm tra bài cũ. Cô sẽ nhắc lại kiến thức bằng hình thức kiểm tra bài cũ. Câu 1. So sánh là gì? Hãy lấy ví dụ về phép so sánh. Chắc chắn là các bạn đã biết khái niệm so sánh là gì và cô nhắc lại cho các em. So sánh là đối chiếu sự vật, sự việc này với sự việc khác có nét tương đồng nhằm tăng sức gợi hình, gợi cảm cho sự diễn đạt. Và câu thứ 2. Cho biết mô hình cấu tạo đầy đủ của một phép so sánh gồm mấy yếu tố. Thì rõ ràng là ở bài học trước thì chúng ta đã tìm hiểu đó là mô hình cấu tạo đầy đủ của một phép so sánh gồm 4 yếu tố. Vế A là nêu tên sự vật, sự việc được so sánh. Vế B là nêu tên sự vật, sự việc dùng để so sánh với sự vật, sự việc ở vế A. Thứ ba là phương diện so sánh. Và thứ tư đó là từ so sánh. Và chúng ta sẽ trắc nghiệm lại kiến thức qua một cái ví dụ của cô. Trẻ em như búp trên cành, biết ăn, ngủ, biết học hành, là ngoan, Hồ Chí Minh. Vậy thì ở trong cái câu thơ trên của Hồ Chí Minh, ở đây chúng ta đã thấy một cái phép so sánh, đó là trẻ em như búp trên cành. Và chúng ta có thể xác định là vế A chính là trẻ em. Về cái sự vật được so sánh, từ như đó là từ so sánh. Búp trên cành chính là vế B, vế mà được đem ra để so sánh. Và chúng ta có thể điền vào cái mô hình cấu tạo đầy đủ của một phép so sánh. Còn về phương diện so sánh thì ở đây nó không thể hiện ở trong câu thơ. Mà phương diện so sánh thì chúng ta có thể đọc ở câu thơ. Trẻ em như búp trên cành. Ở đây vì sao là so sánh trẻ em là như búp trên cành? Để chúng ta thấy được sự non nớt của những cái mầm non tương lai của đất nước. Đó chính là trẻ em. Chúng ta có thể điền vào cái mô hình trên. Thì cô nghĩ qua cái bài tập này thì chúng ta có thể nhắc lại các kiến thức mà chúng ta đã học ở tiết trước và chúng ta đi vào bài học mới. Trước khi đi vào bài học mới này thì cô muốn các em là nắm rõ cái mục tiêu của bài học. Ở bài này thì cô mong các em nắm ở phần kiến thức, đó là nắm được các kiểu so sánh cơ bản và tác dụng của so sánh khi nói và viết. Về kỹ năng thì cô mong các em là biết phát hiện được sự giống nhau giữa các sự vật để tạo ra được những so sánh đúng và so sánh hay, hấp dẫn. Để khi mà viết văn thì em dùng cái phép so sánh này trong viết văn thì rất là tốt. Nếu mà em viết được những cái phép so sánh hay thì câu văn, lời văn của chúng ta sẽ thêm hấp dẫn. Và chúng ta có thể đặt câu có sử dụng phép tu từ so sánh theo hai kiểu cơ bản mà chúng ta sẽ học ở bài học hôm nay. Trước khi đi học thì cô giới thiệu qua về mô hình của bài học ngày hôm nay. So sánh tiếp theo thì chúng ta sẽ đi qua 3 mục. Thứ nhất là các kiểu so sánh. Thứ hai là tác dụng của so sánh. Và phần thứ ba cô sẽ luyện tập củng cố thêm. Thì cũng ở những tiết trước thì cô hướng dẫn các em thì các em chỉ cần chắt lọc các kiến thức và ghi vào vở. Đi vào bài học. Phần thứ nhất, các kiểu so sánh. Để biết được các kiểu so sánh nó như thế nào thì chúng ta sẽ tìm hiểu ví dụ. Các em có thể theo dõi ví dụ ở bảng của cô hoặc là ví dụ ở trong sách giáo khoa. Em hãy xác định phép so sánh trong ví dụ trên. Những ngôi sao thức ngoài kia chẳng bằng mẹ đã thức vì chúng con. Đêm nay con ngủ giấc tròn, mẹ là ngọn gió của con suốt đời. Trần Quốc Minh. Vậy thì em hãy đọc ví dụ và tìm cái phép so sánh cho cô. Tác giả đã sử dụng phép so sánh.
và em hãy điền cái mô hình cấu tạo đầy đủ của phép so sánh và tìm được vào một cái mô hình. Thứ hai là từ ngữ chỉ so sánh trong các phép so sánh trên nó có gì khác nhau hay không, và chúng ta sẽ nhận định các kiểu so sánh là có những kiểu nào. Bây giờ chúng ta cùng tìm về ví dụ. Thì ở đây rõ ràng là câu thơ của Trần Quốc Minh có hai phép so sánh. Cô sẽ chỉ ra cho các em. Đó là những ngôi sao thất ngoài kia chẳng bằng mẹ đã thức vì chúng con là một phép so sánh. Và phép so sánh thứ hai đó là mẹ là ngọn gió của con suốt đời. Vậy thì chúng ta sẽ đưa vào mô hình của phép so sánh. Phép so sánh đầu tiên thì vế A đó là những ngôi sao. Phương diện so sánh là thật ngoài kia. Từ so sánh đó là chẳng bằng. Và vế B đó là thức vì chúng con. Mẹ đã thức vì chúng con. Câu thứ hai thì vế A chính là mẹ. Phương diện so sánh thì không thể hiện ở câu thơ. Từ so sánh là từ là. Vế B đó là ngọn gió của con suốt đời. Các em chú ý ví dụ và không cần ví dụ này ghi vào vở, mà các em chỉ cần theo dõi lời giảng của cô. Sau khi điền xong cái mô hình của phép so sánh, thì chúng ta thấy từ so sánh ở cả hai câu, một bên là chẳng bằng và một bên là từ là. Vậy thì em hãy nhận xét hai từ này có gì giống nhau hay khác nhau hay không. Vậy thì cô sẽ rút ra nhận xét, các em ghi nhận xét vào vở. Chẳng bằng và từ là. Thì từ so sánh đó là từ chẳng bằng. Thì đây là so sánh không ngang bằng. Và từ là so sánh ngang bằng. Từ đó chúng ta sẽ rút ra một cái nhận xét. Dựa vào sự phân tích ví dụ ở trên, thì em hãy cho biết là so sánh có mấy kiểu và rút ra mô hình của kiểu so sánh đó. Chúng ta sẽ rút ra được so sánh có hai kiểu. Đó là so sánh ngang bằng, tức là A là B. Hoặc là kiểu thứ hai, đó là so sánh không ngang bằng, A hơn B. Hoặc là thay từ hơn bằng một số các từ so sánh ngoài cũ sẽ dẫn dẫn ví dụ sau. Bây giờ các em ghi cái phần nhận xét và vào vở. Chúng ta có thể rút ra được cái ghi nhớ một trang 42 sách giáo khoa để chúng ta biết được so sánh có hai kiểu so sánh. Thứ nhất là so sánh ngang bằng. Thì ở đây và so sánh không ngang bằng. Thì cô có một câu hỏi cho các em, đó là dựa vào bảng các từ thường dùng trong hai câu kiểu so sánh đó, thì em hãy lấy một ví dụ trong đời sống hàng ngày có dùng hai kiểu so sánh trên. Thì cô nghĩ là các em có thể tìm hiểu ở trong đời sống hàng ngày và những cái phép so sánh này sử dụng như thế nào trong đời sống. Còn cô sẽ hướng dẫn cho các em một vài ví dụ. Áo chàng đỏ tựa rạng pha, người chàng sắc trắng như là tuyết in. Cái câu này là nó nằm trong thơ ca. Hoặc là trong bài hát, chúng ta có bài hát đó là Ai yêu nhi đồng bằng bác Hồ Chí Minh, ai yêu bác Hồ Chí Minh hơn thiếu niên nhi đồng. Chúng ta thấy là phép so sánh nó sử dụng ở trong đời sống hàng ngày rất là nhiều, trong thơ ca, trong nhạc hòa. Bài thứ hai để mà chúng ta củng cố lại kiến thức mà chúng ta vừa học, thì em hãy tìm phép so sánh và cho biết nó thuộc kiểu so sánh nào. Câu A. Tiếng hát trong như suối ngọc tuyền, êm như hơi gió thoảng cung tiên thế lự. Thì mình sẽ đọc từng câu và làm từng câu với cô. Thì ở cái câu thơ này chúng ta thấy đó là phép so sánh. Tiếng hát trong như suối ngọc tuyền, êm như hơi gió thoảng cung tiên. Thì ở đây có từ so sánh là từ như, cho nên nó sẽ thuộc kiểu so sánh là so sánh ngang bằng.
Phần thứ hai là thà rằng ăn bát cơm rau còn hơn cả thịt nói nhau nặng lời. Thì rõ ràng đây có chữ từ so sánh, đó là còn hơn. Thì ở đây là phép so sánh không ngang bằng. Câu C, ai ơi chợ bỏ ruộng hoang, bao nhiêu tấc đất tấc vàng bấy nhiêu. Thì phép so sánh nó nằm ở câu thứ hai trong bài ca dao này. Và bao nhiêu tấc đất tấc vàng bấy nhiêu, thì từ so sánh là bao nhiêu bấy nhiêu. Chúng ta thấy đó là phép so sánh ngang bằng. Chúng ta đi vào phần 2, tác dụng của so sánh. Thì trước khi mà tìm hiểu tác dụng của so sánh thì chúng ta sẽ tìm hiểu qua ví dụ sách giáo khoa trang 42, các em quan sát ví dụ trong sách giáo khoa hoặc là trên phần bảng của cô. Mỗi chiếc lá rụng có một linh hồn riêng, một tâm tình riêng, một cảm giác riêng. Có chiếc tựa mũi tên nhọn, từ cành cây rơi cạnh phập xuống đất như cho xong chuyện, cho xong một đời lạnh lùng, thản nhiên, không thương tiếc, không do dự vẩn vơ. Có chiếc lá như con chim bị lảo đảo mấy vòng trên không, rồi cố gượng ngói đầu lên hay giữ thăng bằng cho chậm tới. Các dây nằm phơi trên mặt đất. Có chiếc lá nhẹ nhàng khoan khoái, đùa bỡn múa may với làn gió thoảng, như thầm bảo rằng sự đẹp của vạn vật chợ hiện tại. Cả một thời quá khứ dài dằng dặc của chiếc lá trên cành cây không bằng một vài giấy bay lượn, nếu sự bay lượn ấy có vẻ đẹp nên thơ. Có chiếc lá như sợ hãi, ngần ngại rụt rè, rồi gần như gần tới mặt đất, còn cất mình muốn bay trở lại cành. Có chiếc lá đầy âu yếm rơi bám vào một bông hoa thơm, hay đến mớn trởn một ngọn cỏ xanh mềm mại. Chúng ta hãy cùng quan sát ví dụ và tìm cho cô các phép so sánh ở trong đoạn văn trên. Thì các em có một vài giây để mà gạch chân các phép so sánh trong cái đoạn văn trên. Thì cô sẽ hướng dẫn cho các em là các phép so sánh trong đoạn văn trên. Các em gạch chân vào trong sách giáo khoa. Có chiếc tựa mũi tên nhọn, từ cành cây rơi cạm phập xuống đất như cho xong chuyện, cho xong một đời lạnh lùng, thản nhiên không thương tiếc cho dự vẩn vơ, là một câu so sánh. Rồi có chiếc lá như con chim bị lảo đảo bay mấy vòng trên không, rồi cổ gượng ngói đầu lên bay giữ thăng bằng cái chậm tới cái giấy nằm phơi trên mặt đất. Câu thứ ba, có chiếc lá nhẹ nhàng khoan thai đùa bợt múa máy với làn gió thoảng, như thầm bảo rằng sự đẹp của vạn vật chợ hiện tại. Cả một thời quá khứ dài dằng dặc của chiếc lá trên cành cây không bằng một vài giấy bay lượn, nếu sự bay lượn ấy có vẻ đẹp nên thơ. Có chiếc lá như sợ hãi, ngần ngại, rụt rè, rồi như gần tới mặt đất, còn cất mình muốn bay trở lại cành. Thì đó chính là những cái câu so sánh trong đoạn văn trên. Các bạn của chúng ta, thì các em quan sát ví dụ, thì một trong một đoạn văn mà tác giả Khải Hưng đã sử dụng rất nhiều phép so sánh. Vậy thì chúng ta có thể rút kinh nghiệm, à trong bài làm văn của mình thì mình có thể sử dụng phép so sánh khi làm văn để cho chúng ta đạt hiệu quả tối đa cho những cái bài văn của chúng ta. Vậy thì so sánh có tác dụng gì ở trong cái đoạn văn trên mà chúng ta cần phải học tập? Chúng ta đi vào theo. Chúng ta thảo luận. Thì trong đoạn văn trên thì em thấy có phép so sánh nó có tác dụng gì? Và đối với việc miêu tả sự vật sự việc. Và thứ hai đó là đối với việc thể hiện tư tưởng tình cảm của người viết. Thì em có một vài giây để suy nghĩ. Thì cô sẽ gợi ý cho các em. Theo nhận xét của cô, thì đối với việc miêu tả sự việc, thì phép so sánh tạo ra những hình ảnh cụ thể, sinh động, giúp người đọc, người nghe hình dung ra được các sự vật, sự việc được miêu tả. Từ đó chúng ta có thể hình dung ra các cách dùng khác nhau của cái lá. Thứ hai, đối với việc thể hiện tư tưởng, tình cảm của người viết, thì chúng ta có thể tạo ra những lối nói hàm súc,
giúp người đọc, người nghe dễ nắm bắt tư tưởng, tình cảm của người viết. Cụ thể ở trong đoạn văn trên, đó là phép so sánh thể hiện các quan niệm của tác giả về sự sống và cái chết. Thì cái này thì cô không cần em ghi vào vở, mà chúng ta sẽ rút ra phần ghi nhớ sách giáo khoa. Chúng ta có thể rút ra nhận xét, đó là phép so sánh giúp có tác dụng, đó là gợi hình, giúp cho việc miêu tả sự vật, sự việc trở nên cụ thể và sinh động. Thứ hai, đó là tạo ra lối nói giàu hàm xúc, thể hiện quan niệm của tác giả về sự sống và cái chết. Rút ra ghi nhớ 2, sách giáo khoa trang 42, chúng ta có thể ghi nhớ vào, kèm ghi bài vào vở. Ghi nhớ, so sánh vừa có tác dụng gợi hình, giúp cho việc miêu tả sự vật, sự việc được cụ thể, sinh động, vừa có tác dụng biểu hiện tư tưởng và tình cảm sâu sắc. Vì thời gian không cho phép, cho nên là cô hy vọng là các em có thể chép bài nhanh và có thể sau cái tiết học này thì chúng ta xem lại và chép bài vào vở để chúng ta đạt hiệu quả cao trong công việc học tập của mình. Chúng ta đi vào phần ví dụ. Thì để khắc sâu hơn về cái tác dụng của so sánh thì cô đưa ra một vài ví dụ như sau. Ví dụ như nói bình cao hơn nam hoặc là bình cao bằng nam. Thì ví dụ 2, mẹ già như chuỗi chín cây, gió lay mẹ rụng, con phải mồ côi. Thì em thấy là phép so sánh ở trên có giá trị đối với quá trình nhận thức của con người, tức là chỉ so sánh bình thường thôi. Còn ví dụ 2 thì mình sẽ thấy nè, mẹ già như chuỗi chín cây, gió lay mẹ rụng, con phải mồ côi. Thì phép sẽ so sánh ở đây là có giá trị gợi hình và gợi cảm. Lưu ý, chúng ta cần phân biệt được phép so sánh bình thường và phép so sánh có giá trị tu từ. Ví dụ giống như trong cuộc sống hàng ngày thì chúng ta có thể sử dụng phép so sánh. Ví dụ giống như bạn Nga học giỏi hơn bạn Lan hay là như thế nào đó. Còn khi mà đưa vào văn bản, đưa vào tác phẩm thơ ca, chúng ta thấy cái giá trị tu từ của phép so sánh nó rất là hấp dẫn và chúng ta phải phân tích được cái phép tu từ đó. Để phân tích được phép tu từ đó thì cô sẽ đưa ra một số ví dụ cho các em hiểu. Phần thứ 3, luyện tập. Bài tập 1 trang 43, các em theo dõi sách giáo khoa và chỉ ra các phép so sánh trong những khổ thơ dưới đây, cho biết chúng thuộc kiểu so sánh nào, phân tích tác dụng gợi hình, gợi cảm của một phép so sánh mà em thích nhất. Thì ở đây thì có 3 câu, cô sẽ phân tích cả 3 câu và các em lưu ý là phân tích vào vở bài tập của mình một câu mà em thích nhất. Câu A. Quê hương tôi có con sông xanh biếc, nước gương trong soi tóc những hàng tre. Tâm hồn tôi là một buổi trưa hè, tỏa nắng xuống dòng sông lấp loãng. Thế hanh, có lẽ là chúng ta đọc câu nào thì mình làm câu đấy. Thì câu A này sử dụng phép so sánh, đó là tâm hồn tôi là một buổi trưa hè. Có cái từ so sánh đó là từ là. Và cô sẽ phân tích cái phép so sánh này cho các em. Đây là so sánh ngang bằng. Tâm hồn là một cái trừu tượng, được so sánh với một buổi trưa hè là một cái cụ thể. Buổi trưa hè gợi một không gian nóng bỏng đầy nắng, gió, tiếng ve, hoa phượng. Qua đó cho thấy tâm hồn tôi rất nhạy cảm, rất yêu thiên nhiên, yêu quê hương tha thiết. Vì vậy, nhà thơ Tế Hanh đã viết bài quê hương này một cách rất là xúc động. Các em có thể chọn một cái bài thích nhất để các em ghi vào vở. Câu thứ 2. Con đi trăm núi ngàn khe, chưa bằng muốn nổi tại tê lòng bầm. Con đi đánh giặc 10 năm, chưa bằng khó nhọc đời bầm 60. Thì đấy là một cái bài thơ của Tố Hữu.
bơ mới của tổ hợp rất nổi tiếng, và chúng ta có thể thấy được là ở câu thơ này có hai phép so sánh, đó là con đi trăm núi ngàn khe chưa bằng buông nổi tại tế lòng bầm là một phép. Thứ hai đó là con đi đánh giặc 10 năm chưa bằng khó nhọc đời bầm 60. Thì mình thấy từ so sánh đó là từ chưa bằng, vậy thì đây là phép so sánh không ngang bằng. Ví dụ C, anh đội viên mơ màng như nằm trong giấc mộng, bóng bạc cao lồng lồng ẩm hơn ngọn lửa hồng. Minh Huệ, thì bài này là vài tiết nữa chúng ta sẽ được học. Ở đây là bài viết Minh Huệ viết về Bác Hồ của chúng ta. Thì chúng ta ở đây có phép so sánh đó là anh đội viên mơ màng như nằm trong giấc mộng. Và phép so sánh thứ hai đó là bóng bạc cao lồng lồng ẩm hơn ngọn lửa hồng. Thì chúng ta có thể thấy là ở phép đầu tiên thì đó là so sánh ngang bằng, và ở phép thứ hai thì chúng ta thấy là so sánh không ngang bằng. Và chúng ta có thể cảm nhận về phép so sánh này như sau: anh đội viên mơ màng giống như đang nằm mộng, và trong cảnh ấy thì anh thấy hình ảnh của bác hiền lên thật lớn lao nhưng lại vô cùng ấm áp. Qua đó chúng ta thấy được tình cảm yêu kính của anh bộ đội nói riêng và của tất cả những người dân Việt Nam nói chung dành cho bác vì cha già kính yêu của dân tộc. Thì qua các ví dụ đó thì cô hy vọng là các em có thể phân tích được cái tác dụng của phép so sánh. Và dù ở bài tập này hay là những bài tập sau nữa, chúng ta có thể phân tích được. Chúng ta đi vào bài tập 2, trang 43. Hãy nêu những câu văn có sử dụng phép so sánh trong bài vượt thác. Thì bài tập này thì cô gửi nhắc cho các em nhớ thôi, và cô sẽ nhắc lại một vài phép so sánh hấp dẫn trong bài vượt thác mà chúng ta đã học ở tiết trước cho các em. Thuyền rẽ sóng lướt bon bon như đang nhớ núi rừng phải lướt cho nhanh để về cho kịp. Hoặc là núi cao như đột ngột hiện ra chặn ngang trước mặt. Những động tác thả sao, rụt sao, rập ràng, nhanh như cắt. Dường hương thư như một pho tường đông đúc, các bắp thịt cuồn cuộn, hai hàm răng cắn chặt, quai hàm bành ra, cặp mắt nảy lửa ghi trên ngọn sào giống như một hiệp sĩ của Trường Sơn oai lên hùng vĩ. Dọc sườn núi, những cây to mọc lên giữa những bụi lúp xúp non xa như những cụ già, vung tay hô đám con cháu tiện về phía trước. Thì rõ ràng, các em thấy được là phép so sánh được rất nhiều các tác giả đã sử dụng ở trong cái tác phẩm của mình để tăng sức gợi hình và gợi cảm cho sự diễn đạt. Và chúng ta có thể học tập, chúng ta có thể viết những câu văn, đoạn văn, bài văn có sử dụng phép so sánh để chúng ta tăng cái sức diễn đạt cho bài văn của mình thêm hấp dẫn. Và theo em thì em thích hình ảnh so sánh nào và vì sao? Thì cô nghĩ là mỗi bạn có thể trả lời được mình thích cái hình ảnh so sánh nào. Và theo cô thì theo nhận định của cô thì cô thích cái hình ảnh so sánh giữa hương thư. Thì phép so sánh này vừa thể hiện trí tưởng tượng phong phú của tác giả. Hình ảnh nhân vật là hương thư hiền lên vô cùng đẹp, khỏe và hào hùng, thể hiện sức mạnh và khát vọng chinh phục thiên nhiên và con người mà tác giả Võ Quảng đã gửi gắm qua bài vượt thác. Bài tập 3, sách giáo khoa trang 43. Thì dựa theo bài vượt thác, em hãy viết một đoạn văn từ 3 đến 5 câu tại giường hương thư đưa thuyền vượt qua thác dự. Và trong đoạn văn đó thì em có sử dụng hai kiểu so sánh mà chúng ta đã được giới thiệu. Thì bài này các em làm và vượt bài tập cho cô. Đây là bài về nhà của các em. Và trước khi kết thúc bài thì cô có một số bài tập cổ cho các em như sau. Tìm thành ngữ liên quan đến những hình ảnh sau và đặt câu với những thành ngữ vừa tìm được. Có lẽ là các em đã biết rồi. Đó là chậm như rùa. Và thứ hai là đẹp hay là tươi như hoa. Chúng ta có thể đặt câu rất đơn giản là cậu làm việc chậm như rùa. Hay là cô ấy tươi như hoa. Và chúng ta có thể thấy được cái phép so sánh đó sử dụng rất là nhiều thành ngữ. Câu 1. Trong phần củng cố thì so sánh có mấy kiểu và đó là những kiểu nào?
Chắc chắn các bạn học xong rồi thì các bạn sẽ biết so sánh có hai kiểu, đó là so sánh ngang bằng và so sánh không ngang bằng. Câu thứ hai là câu trắc nghiệm. So sánh có tác dụng gì? A. Gợi hình giúp cho việc miêu tả sự vật, sự việc được cụ thể, sinh động. B. Có tác dụng biểu hiện tư tưởng, tình cảm sâu sắc. C. Cả A và B đều đúng. D. Cả A và B đều sai. Cô nghĩ là các bạn của chúng ta sẽ chọn câu C. Cả A và B đều đúng. Bài tập bổ sung làm nhanh, và cô sẽ làm nhanh cho các em. Là ví dụ như là đẹp thì như cái gì, nhanh như cái gì, miệng cười như thế cái gì. Điền như sau: đẹp như hoa, nhanh như cắt, miệng cười như thể hoa ngâu, cải khăn đội đầu như thể hoa sen, đôi ta như lửa mới nhen, như trăng mới mọc, như đèn mới khêu, gió thổi là chổi trời, công cha như núi Thái Sơn, nghĩa mẹ như nước trong nguồn chảy ra, tột gỗ hơn tột nước sơn, một giọt máu đào hơn ao nước lã, chết trong còn hơn sống nhục, một đêm nằm bằng một năm ở. Đó là một số bài tập bổ sung của cô. Thì ở đây là cô có một cái sơ đồ tư duy để nhắc lại các kiến thức mà các em đã học ở tiết so sánh và tiết so sánh tiếp theo mà cô vừa mới giảng. Thì so sánh là khái niệm, so sánh là đối chiếu sự vật, sự việc này với sự vật, sự việc khác có nét tương đồng, làm tăng sức gợi hình gợi cảm cho sự diễn đạt. Về cấu tạo thì so sánh sẽ có 4 phần. Thứ nhất là về A, sự việc được so sánh. Về phương diện so sánh. Thứ ba đó là từ so sánh. Và về B là sự vật dùng để so sánh. Phần phân loại thì chúng ta mới học, đó là so sánh gồm hai loại, đó là so sánh ngang bằng và so sánh không ngang bằng. Tác dụng là gợi hình, miêu tả sự vật, sự việc được cụ thể, sinh động. Và thứ hai là phép so sánh có thể biểu hiện được tư tưởng và tình cảm sâu sắc. Thì các em có thể chép nhanh cái này vào vở hoặc là xem lại cái bài giảng này để chép vào vở cho cô. Hướng dẫn về nhà. Về nhà thì các em học bài và xem lại các ví dụ và làm bài tập còn lại mà cô đã ra giao. Thứ hai, làm bài tập 3 ở phần luyện tập. Thứ ba là soạn bài chương trình địa phương, phần tiếng Việt để chúng ta có một tiết học tốt sau này. Chúc các em học tập tốt.